Chào các bạn ạ. Hôm nay là ngày thứ bảy để xem có cái bài gì hay hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày nay mình thấy tờ báo Lao động có đăng một cái bài khá là hay các bạn. Bài này có cái tiêu đề Doanh nghiệp kiến nghị hàng loạt giải pháp cấp bách cứu thị trường bất động sản. Thời gian vừa qua như các bạn biết là thị trường bất động sản của chúng ta gặp vô vàn khó khăn. Những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đó là các doanh nghiệp bất động sản. Đứng trước những khó khăn như vậy á, vừa qua ngày 8 tháng 11 á, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì cùng với Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cùng với 19 chủ tịch tổng giám đốc các tập đoàn doanh nghiệp bất động sản phía Nam. Ở phía Bắc thì có một số tập đoàn lớn ví dụ như là Vingroup, Sinh Group. Thì tại cái buổi họp này, các doanh nghiệp bất động sản đã trình bày những khó khăn hiện nay đối với thị trường bất động sản và nó đã tác động đến doanh nghiệp như thế nào. Đồng thời các doanh nghiệp và hiệp hội đã đề xuất những kiến nghị trình bày với chính phủ sắp đến có những giải pháp để giải tỏa bớt những khó khăn cho thị trường và đối với doanh nghiệp bất động sản. Thì bài này người ta đăng cũng khá là chi tiết một số thông tin, các bạn tìm các bạn đọc thôi. Còn mình thì chỉ tổng hợp lại một số thông tin. Cũng chỉ là tổng hợp thôi. Mình nghĩ rằng tất cả những cái ý này các bạn cũng đã nắm hết rồi. Phải nói rằng thị trường bất động sản sau thời gian hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ giai đoạn 2020 đến quý 1 năm 2022. Bắt đầu quý 2 năm 2022, thị trường đã bắt đầu giảm tốc. Với chính sách thắt chặt tín dụng đã thấm vào thị trường thì lúc này chúng ta mới thấy được những khó khăn vô cùng lớn của thị trường bất động sản. Mọi hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng nặng nề. Vậy những vấn đề khó khăn và tồn tại của thị trường bất động sản hiện nay là những cái nội dung gì? Những nội dung nào mình nghĩ các bạn nắm hết rồi, mình chỉ lược sơ lại thôi. Thứ nhất là chính sách thắt tín dụng. Lãi suất ngân hàng hiện bây giờ đang tăng rất là cao. Tiền đã không có rồi mà còn chịu lãi vay cao nữa. Trên 12% thì rất khó cầm cự lâu dài. Bất động sản như các bạn biết là luôn luôn cần một dòng tiền lớn và thời gian nó thường kéo rất là dài. Lãi suất thấp thấp thì nó chịu nổi chứ còn lãi suất cao như vậy không có một cái doanh nghiệp bất động sản nào có thể tồn tại nổi. Thứ hai là bị tắc kênh phát hành trái phiếu. Hiện nay có đến gần 800.000 tỷ trái phiếu đáo hạn năm 2023-24. Nghị định mới chính phủ đưa ra những yêu cầu điều kiện mới về phát hành trái phiếu thì xem như các doanh nghiệp rất khó phát hành thêm để huy động vốn. Đồng thời cũng hết đường đảo nợ. Trước đây thì dễ nhưng bây giờ khó lắm. Thứ ba là kênh huy động vốn trên thị trường chứng khoán cũng không sao. Vì thị trường chứng khoán hiện nay đã bay màu quá khủng. Nhiều công ty bất động sản trên sàn đã bay đến 90% giá trị thì làm sao có thể huy động được vốn trên thị trường chứng khoán. Các ngày gần đây cổ phiếu các công ty bất động sản sàn liên tục. Cá biệt phiên thứ sáu ngày hôm qua đó, Novaland là chắc sàn đến 58 triệu cổ phiếu. Phát đạt chắc đến 55 triệu cổ phiếu. Các kế hoạch tăng vốn đã bị vỡ hoàn toàn. Thứ tư là kênh huy động vốn của khách hàng gọi là người mua trả tiền trước cũng bị bế tắc. Khách hàng không vay được ngân hàng thì cũng không thể giải ngân. Trong ngành ai cũng hiểu dân đầu tư bất động sản thường dùng đồng bãi ngân hàng khá là cao. Giờ không vay được thì xem như các doanh nghiệp bất động sản cũng tắt đầu ra. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, dẫn đến tồn kho cao. Bao nhiêu tài sản nằm kho như là tiền vật tư, nhân công, máy móc và nhiều thứ khác đều nằm phơi nắng phơi sương, trong khi doanh nghiệp đang rất là khát tiền. Thứ năm là về vấn đề pháp lý dự án. Hiện nay để phê duyệt dự án là mất đến vài chục con dấu, mất quá nhiều thời gian để hoàn thành hồ sơ. Thời gian kéo dài sẽ mất đi cơ hội đầu tư hoặc là tăng chi phí đầu vào. Lại cộng thêm tất cả những chi phí đó vào thì nó sẽ làm cái giá sản phẩm đầu ra sẽ tăng lên. Cho nên thời gian vừa qua như các bạn biết là giá nó tăng liên tục. Mặc dù gặp khó khăn này khó khăn kia, giá bất động sản căn hộ nó đâu có giảm đâu.
Đất này những cái nơi tan sốt, tan ảo thì nó giảm, chứ còn giá căn hộ nó không giảm. Thứ sáu là hoạt động của sàn môi giới, cá nhân môi giới còn nhiều vấn đề. Suốt thời gian dài cơ quan quản lý nhà nước quản lý cũng chưa chặt chẽ, để xuất hiện tình trạng làm ăn gian dối, lừa đảo khách hàng, tập trung trái phép mua bán loạn xạ, mua bán bất chấp. Dự án chưa đủ điều kiện bán nhưng mà vẫn đang bán công khai thông tin trên các nền tảng xã hội. Nhiều nơi nhà nước vào cuộc nhanh thì dẹp loạn, nhiều nơi quản lý không nghiêm, đến khi khách hàng bị lừa đảo mất tiền, lúc đó mới nhảy vào thanh tra thì mọi thứ đã đau và đã hết rồi. Thứ bảy là các dự án ma cũng chưa được xử lý triệt để. Nhiều doanh nghiệp làm ăn liều mạng bất chấp, mua vài mảnh đất vườn của dân rồi anh gộp lại, anh vẽ vời lên, rồi anh đăng tin dự án này, dự án kia, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Người dân không biết thấy rải nhãi vào mua, đến khi đổ bể thì số tiền chiếm đoạt khách hàng đã lên đến hàng chục, hàng trăm, có biệt có vụ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Có một điều rất là lạ là dân mình cứ thấy quảng cáo dự án này rẻ, dự án kia chiết khấu cao, mua nhanh đóng 95% thì được tặng vàng, tặng xe, tặng quà thì nhãi vào mua. Mua xong mà vài tháng nữa khóc lóc, ý ơi. Và còn nhiều vấn đề khác liên quan đến thị trường bất động sản. Thị trường bất động sản chúng ta phát triển rất bất thường. Khi thì thả lỏng, thị trường tan nóng như lên đồng. Khi thì phanh quá gấp làm thị trường chao đảo, ngắt một cách đột ngột. Ví dụ nó siết tín dụng là siết ngay, làm cho thị trường đứng hình. Doanh nghiệp đói vốn không còn đường xoay sở. Các chính sách điều hành cần phải có thời gian, phải có lộ trình và có thể định đoán được trong tương lai. Chính sách phải có độ ngắm từ từ để doanh nghiệp và thị trường không bị sốc. Những khó khăn và tồn tại chung của thị trường bất động sản nôm na có vài ý như vậy đó. Còn khó khăn riêng liên quan đến doanh nghiệp và thị trường lớn nhất hiện nay đó là tín dụng, huy động vốn, pháp lý, tính thanh khoản. Với những khó khăn như vậy, hiện nay một số tập đoàn doanh nghiệp bất động sản đang thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong đó số lượng doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, giảm lương đang tăng dần. Phải nhìn thẳng vào sự thật rằng doanh nghiệp bất động sản đang đuối sức về dòng tiền và thanh khoản dự án, khiến rất nhiều doanh nghiệp đang cố bám trụ hoặc lay lát để sống sót qua giai đoạn này. Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì đó. Tại buổi họp này, các doanh nghiệp đã kiến nghị chính phủ gỡ rối thủ tục hành chính đối với các dự án bất động sản, nhà ở thương mại. Theo đánh giá, hiện nay một số quy định pháp luật còn thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất. Rồi do tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ rủi ro pháp lý nên cán bộ công chức đùn đãi hồ sơ lòng vòng, không dám đề xuất, không dám quyết định. Đặc biệt là kiến nghị chính phủ xem xét thành lập ban công tác đặc biệt hoặc là tổ công tác đặc biệt để nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và dự án điển hình, làm tiền lệ để giải quyết các trường hợp tương tự, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và thị trường. Rồi gỡ rối những vướng mắc về tiền sử dụng đất. Các doanh nghiệp mong chính phủ sớm chỉ đạo các địa phương xác định tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản, nhà ở thương mại đã tạm nộp tiền sử dụng đất để doanh nghiệp hoàn thành nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn về thanh khoản cho doanh nghiệp, đồng thời để người mua nhà sớm được cấp sổ hồng. Rồi kiến nghị chính phủ ngân hàng nhà nước xem xét tháo gỡ tình trạng tắc vốn tín dụng bằng cách nới room tín dụng thêm khoảng từ 1% trở lên, để có thêm nguồn vốn tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn cao điểm cuối năm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với các dự án đã có đầy đủ pháp lý. Rồi kiến nghị cho phép nhà đầu tư cá nhân không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thông qua ủy thác công ty chứng khoán nhằm tăng khả năng huy động vốn từ kênh trái phiếu. Thì tất cả các kiến nghị đề xuất sẽ được chính phủ lắng nghe và xem xét. Còn việc thông qua hay là không, hoặc là mức độ như thế nào thì chúng ta còn phải chờ. Đây là một việc lớn liên quan đến tính pháp lý, các bộ luật, liên quan đến các bộ ngành, ngân hàng nhà nước, rồi đến chính sách điều hành vĩ mô, chính sách tỷ giá, kiềm chế lạm phát, bức tranh toàn cảnh kinh tế đất nước và vĩ mô thế giới nữa.
Nói chung là cũng còn nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như cứu thị trường bất động sản như vậy, liệu có công bằng với các thành phần kinh tế khác hay là không? Có công bằng với người dân hay là không? Khi thị trường tan nắm, các doanh nghiệp làm ăn phơi phới, đâu có kêu ca phàn nàn gì đâu. Lợi nhuận khủng thì doanh nghiệp hưởng. Giờ khó khăn chính phủ can thiệp, có làm mất đi yếu tố thị trường hay là không? Có làm mất đi quy luật đào thải hay là không? Nếu can thiệp xa quá, có làm méo mó thị trường hay là không? Đó là những câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra và phải trả lời. Doanh nghiệp bất động sản kêu khó, còn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác hiện nay cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi thị trường xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu không còn đơn hàng nữa, sắp đến đây là hàng loạt nhà máy đóng cửa. Có đến hàng chục ngàn công nhân thất nghiệp cũng rất cần sự trợ giúp của chính phủ. Đó, các bạn đọc trên tờ báo, mình thấy rất là nhiều cái thảm cảnh các bạn. 1.200 công nhân công ty Tỷ Hùng nghỉ việc, 17 năm gắn bó, tương lai mờ mịt. Các bạn đọc là các bạn thấy khổ lắm. Ngày tin nhận việc này, người phụ nữ có gương mặt khắc khổ như chết điếng người, không ăn không ngủ. Đây là chia sẻ của chị Dương Thị Lệ Quyên ở Trà Vinh. Hình ảnh cả nhà mong chờ ngày lễ, ngày Tết, chị xách quà Sài Gòn về quê hiện ra trước mắt chị cùng với những nỗi lo. Họ làm cả năm chờ Tết, nhưng mà Tết năm nay coi như là mất vui rồi đó. Lương 8 triệu trụ cột của cả gia đình, bây giờ không còn làm nữa thì xem như không còn 8 triệu. Phía sau họ là cả gia đình nữa, con cái nữa thì bây giờ như thế nào? Nhắc đến đây là chị khựng lại, nước mắt chảy dài trên gò má lấm tấm tàn nhang. Nhận tin xong làm không nổi nữa, cười ra nước mắt, ăn cơm không nổi. Mình lớn tuổi rồi không làm được nữa, cha mẹ già, giờ đi xin ở đâu được. Từ đó đến nay khoảng một tuần rồi, tối ngủ không được, giờ cũng không biết phải làm sao. Bạn đọc những lời chia sẻ này các bạn thấy có đau không? 8,3 triệu trừ tiền nhà trọ là 1,7 triệu. Nuôi con ăn học, mỗi tháng chị gửi về cho cha mẹ từ 2 đến 4 triệu đồng. Lương chỉ 8 triệu đồng ở thành phố mà chi hết tất cả chi phí rồi gửi về cho cha mẹ chúng này, các bạn biết là họ chi tiêu nó tiện tạng cỡ nào. Dường như người ta không chi tiêu gì hết, tiết kiệm tối đa luôn đó. Từ ngày thông báo đến nay một tuần, cứ đến công ty là thấy buồn, về nhà thì lại suy nghĩ, chỉ biết khóc một mình. Tâm sự với người nhà thì người nhà lại lo, Tết tới nơi rồi, giờ mà về quê thì chỉ có đi làm ruộng làm mướn, ngày công chừng 100 ngàn đồng, tới mùa nước mới có việc chứ không phải như mình đi làm công ty như hiện nay. Thấy khổ chưa này? Nhiều cảnh đời lắm. Và những người công nhân như thế này có sự trợ giúp của chính phủ hay là không? Chúng ta phải xem lại chứ. 5.300 công nhân mất việc và còn hơn nữa, cần có giải pháp ngăn chặn. Công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang nè, cắt giảm, tạm hoãn hợp đồng lao động. 5.300 con người, phía sau họ là cả một gia đình. Gia đình của họ là gồm có ai? Chồng con, cha mẹ nữa. Những người công nhân đây người ta ăn uống tiện tạng đó các bạn. Lương ít nhưng mà ăn sống rất tiện tạng. Rồi tiền thuê nhà nữa, khổ trăm bề. Đã khổ như thế này thì biết bao giờ mà người ta với được một cái bất động sản. Mùa Tết không thưởng của hàng ngàn công nhân này. Không biết là các bạn đọc báo, các bạn đọc tới những cái tờ này hay là không. Khi nào các bạn đọc, các bạn quan tâm á, thì Google mới đề xuất. Bạn thích chủ đề nào thì hắn đề xuất chủ đề khác, mà còn mình hay đạp thì hắn lại đề xuất mình. Cho nên mình đạp là quá trời quá đất luôn. Bùng vào tiếc này. Ngày 12 tháng 12 tới đây là ngày làm việc cuối cùng của Đỗ Ngọc, công nhân Mai tại công ty trách nhiệm hữu hạn Phong Phú. Cô cùng với đồng nghiệp là thuộc diện lao động bị cắt giảm trong đợt này. Sắp hết hợp đồng nên công ty không tái ký hợp đồng, đơn hàng ít nên buộc phải giảm người. Mùa Tết không thưởng, các bạn thấy thảm cảnh không? Doanh nghiệp giữa cơn bão cắt lao động hàng loạt. Ở Đà Nẵng mình là hơn 4.000 công nhân bị giảm giờ làm, mất việc do đơn hàng giảm.
Đợt vừa rồi mình lên thăm, người bạn cũng chia sẻ vợ sắp tới là không còn có công ăn việc làm nữa. Cận Tết rồi, cho nghỉ trước Tết thì tiện đâu, phía sau lưng là còn rất là nhiều người con nữa. Đó. Hơn 240.000 công nhân thiếu việc làm cuối năm. Công nhân may này, da dày chế biến gỗ thiếu việc làm, chờ đơn hàng. Đó, các bạn thấy không? Gặp vô vàn khó khăn chứ đâu phải. Như vậy những đối tượng này có căn cứ hay là không? Qua cái bài này thì mình chia sẻ với bạn là có nhiều góc nhìn là như vậy đó. Chúng ta có quyền nói lên những cái quan điểm của chúng ta. Cứ bất động sản nhưng mà những cái nơi khác căn cứ là có cứu hay là không? Hay là cứu xong rồi cái là giá bất động sản nó tăng vù 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 nữa rồi thôi, lúc đó lại quay ngược lại thắt chặt tín dụng nữa. Đó, nhiều vấn đề chính phủ phải hết sức cân nhắc. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye chào các bạn.